Thưa quý vị, trên các trang báo sáng nay, tiêu điểm được chuyển tải là thông tin về hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh kết quả thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã tiết kiệm cho ngân sách hàng chục ngàn tỷ đồng. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận công tác tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống chạy chức chạy quyền có chuyển biến mạnh mẽ. Vietnamnet thông tin, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ năm 2020, trong đó trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng, trước hết là công tác nhân sự. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Trong những ngày qua, báo chí liên tục cập nhật thông tin về tình hình thịt heo bị đầu cơ, thao túng giá. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, thì giá heo hơi tại chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức 84.000 đồng một ký, tăng gấp đôi so với tháng 9 năm 2019. Và cũng theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu xử lý việc ghiềm giá, không chịu bán heo. Bộ Công Thương khẳng định là quản lý thị trường đã ra quân kiểm tra chống đầu cơ thịt heo. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, đại diện Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho biết, diễn biến giá hiện nay hoàn toàn không phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường. Sở này khẳng định, lượng cung thịt heo vẫn đảm bảo, hiện nhiều doanh nghiệp đã chủ động được nguồn heo hơi, cam kết tăng sản lượng bình ổn. Đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định, nguồn cung thịt heo có thể được đảm bảo, Bộ Công Thương đang tập trung vào chống đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và xuất khẩu heo lậu sang các nước lân cận. Quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân đi kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất lớn nhằm chống găm hàng tăng giá. Thông tin mới về vụ Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dâm ô trẻ em, được báo Thanh niên cập nhật và đăng tải trên số báo sáng nay. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã lập hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức kỷ luật đối với các cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Xã hội do để Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm dâm ô trẻ em. Hội đồng kỷ luật do một phó giám đốc làm chủ tịch sẽ đánh giá mức độ vi phạm của các cá nhân để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp. Theo thông tin trên báo Thanh niên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá vụ việc ở Trung tâm Hỗ trợ Xã hội là rất nghiêm trọng bởi đối tượng bị xâm hại là trẻ em. Do đó, lãnh đạo trung tâm gồm giám đốc và phó giám đốc phải chịu trách nhiệm trong quản lý khi để cán bộ dâm ô trẻ em trong trung tâm. Ngoài các cán bộ ở trung tâm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với cán bộ phòng bảo trợ xã hội, gồm trưởng phòng Nguyễn Thành Phụng, phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển. Riêng phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trần Ngọc Sơn là cán bộ do Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, nên ban giám đốc sở đã đề nghị hình thức kỷ luật phê bình nghiêm khắc để Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Xã hội là ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô trẻ em được báo Thanh niên phản ánh vào tháng 11 năm 2019. Theo đó, thì một số bé gái đang ở độ tuổi vị thành niên trong thời gian ở Trung tâm Hỗ trợ Xã hội chờ xác định thông tin, chuyển đi các cơ sở bảo trợ khác, thì đã bị ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tiếp tục với một tiêu điểm báo chí khác. Thưa quý vị, thông tin từ báo VN Express, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã kêu gọi người dân ủng hộ các biện pháp của thành phố và có hành động cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm không khí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành chỉ thị về các biện pháp khắc phục hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI. VN Express thông tin cụ thể về nội dung của chỉ thị. Trường hợp khi ô nhiễm không khí chạm mức nguy hại chỉ số AQI trên 300, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo tới Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học điều chỉnh lịch học phù hợp, đồng thời báo Sở Y tế để có biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sở Y tế được yêu cầu xây dựng phương án hướng dẫn người dân phòng ngừa trong những ngày chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu và nguy hại. Lãnh đạo Hà Nội cũng khuyến khích người dân dùng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, vận động người dân không đốt rác, đốt rơm rạ. Các hộ gia đình trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh không sử dụng bếp than tổ ong hoặc các nhiên liệu than cấp thấp.